Xin chào quý vị, đó là chương trình trực diện TV. Thì cuộc bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ vào năm 2020 nó đã phơi bày cho thế giới thấy được cái mặt trái của cái nền chính trị xã hội của Hoa Kỳ. Và ngay trong thời điểm đó, trước những lời cáo buộc rất là gay gắt của phía bên ông tổng thống Donald Trump, nói rằng cái cuộc bầu cử đó có quá nhiều các vấn đề, có quá nhiều các hệ lụy và cần phải có một sự giải quyết. Và cũng tố cáo luôn là phía bên đảng Dân Chủ và cái nhóm của ông Joe Biden đã có một sự kết hợp với các cái đại truyền thông hay là kết hợp với các đại công ty ở Hoa Kỳ gọi là thân Dân Chủ để mà làm những cái điều có hại cho cái chiến dịch tranh cử của ông Tổng thống Donald Trump. Và một vấn đề người ta đặt ra là nước Mỹ có hay không cái việc can thiệp vào truyền thông, can thiệp hay là bịt miệng những cái người mà nói những cái lời lẽ mà bất lợi cho họ. Thời điểm đó thì phía bên ông Tổng thống Donald Trump nó có những cái lời phát biểu ở trên nền tảng mạng xã hội đã bị coi như là bị khống chế và bị coi như là xóa luôn các cái tài khoản của mình. Và trước những cái hình ảnh như vậy đó thì thế giới họ cười nhạo rất là nhiều, nhất là xứ sở Trung Quốc rồi ngay cả Nga. Và nhiều nước ở bên Trung Đông họ cũng nói rằng nước Mỹ đang làm một cái điều mà chân trái đá chân phải, tức nghĩa là họ nói một đường mà họ làm một nẻo. Dĩ nhiên khi mà người ta rút những cái tài khoản của ông Tổng thống Donald Trump trên những cái nền tảng mạng xã hội, thí dụ như Twitter chẳng hạn, thì họ cũng đưa ra lý do là bởi vì các cái doanh nghiệp đó là những cái doanh nghiệp tư nhân, những cái doanh nghiệp không phải là của chính phủ và người ta hạn chế cái quyền sử dụng của một cá nhân nào hay là một khách hàng nào, đó là cái quyền của những cái công ty có chiến lược riêng của họ. Và có vi phạm là vi phạm chỉ là của công ty thôi, một cái doanh nghiệp, chứ không phải ở góc độ của chính phủ. Và không có chuyện là chính quyền của Hoa Kỳ hay là nhà nước Hoa Kỳ làm bóp nghẹt tiếng nói của những người dân. Và rõ ràng đó thì người dân họ vẫn được quyền hiến pháp thì bảo vệ, tức nghĩa là cho rằng cái quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí, quyền tự do thông tin, tự do hội họp, tự do bày đặt các ý kiến thì cái chuyện nó không bao giờ cấm. Nhưng mà có một cái việc mới rất là bùng nổ, chúng ta nhớ cách đây không lâu khi mà một ông tỷ phú là Elon Musk đã vừa mua một cái đại công ty về truyền thông rất là lớn ở Hoa Kỳ, đó là Twitter. Thì vừa rồi đó thì ông Elon Musk khi mà tiếp quản cái đại công ty này đã thay đổi hàng loạt các cái vị trí chủ chốt trong đại công ty đó. Và càng lúc đó rồi sau đó thì ông ta đã cho mở trở lại cái tài khoản của ông Tổng thống Donald Trump. Ông cựu Tổng thống Donald Trump trước đây đó, trong cái lúc mà còn làm tại chức ở cái vị trí tổng thống thì ông ta thường hay tweet ở trên cái nền tảng này những cái thông tin liên quan đến cái vấn đề hoạt động. Và có cái lượng người theo dõi rất là dữ dội, có lúc lên tới 45 triệu người. Thì chúng ta thấy rằng đây là một cái khách hàng rất là quan trọng của Twitter. Nhưng mà sau đó đó chỉ vì lâm vào cái cuộc tranh cử và ông Trump thì đưa ra những cái dòng cáo buộc hay là đưa ra những cái ý kiến của mình thì đã bị những người quản trị trong cái Twitter đó người ta đã khống chế. Và đến ngày hôm nay đó, sau khi mà tiếp quản thì ông Elon Musk đã chính thức cho mở lại cái tài khoản của ông Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên thì ông cựu Tổng thống Donald Trump đã mở ra một cái nền tảng mạng xã hội khác, chúng ta đều đã biết là Truth Social đó, thì chắc chắn rằng ông Donald Trump chưa trở lại với Twitter. Tuy nhiên thì để nói về cái những cái cáo buộc là nước Mỹ có hay không có sự can thiệp vào truyền thông hay là bịt miệng người ta, không có người ta nói nhớ lên những cái lời nói của mình nếu những cái lời nói đó bất lợi cho phe đảng của mình, thí dụ như vậy. Thì vừa rồi đó thì Elon Musk đã cho rằng Twitter đang hành động theo lệnh của chính phủ. Chúng ta ngày hôm qua tức là ngày 4 tháng 12 năm 2022 thì ở trên một cái trang báo là Epoch Times cũng đã có đăng một cái bài viết của một cái tác giả mang tên là Tom Ozinek. Tom Ozinek là một cái người phóng viên rất là uy tín và cái người có kiến thức rất là sâu rộng về các cái vấn đề về lĩnh vực báo chí, bảo hiểm cũng như là tiền tệ, tiếp thị và truyền thông. Ông này thì rất là giỏi. Và ông Ozymandias thì đã viết lại một cái bản tường thuật, hay nói đúng hơn là khi mà viết cái bài báo này thì ông Elon Musk á,
thì ngày vừa rồi đó thì có đưa ra những cái nhận xét cụ thể như là ông Musk nói trong một cái tweet đăng vào ngày 2 tháng 12 năm 2022 vừa rồi, khi nói rằng là Twitter tự hành động để đàn áp tự do ngôn luận không phải là vi phạm tu chính án thứ nhất, nhưng mà hành động theo lệnh của chính phủ để đàn áp tự do ngôn luận mà không có sự xem xét của tòa án thì vi phạm tu chính án thứ nhất. Tức nghĩa là những cái nhận xét của ông Musk đã được đưa ra sau khi mà ông tiết lộ một số những cái thông tin liên lạc nội bộ của Twitter với cho thấy những cái chi tiết về các bước đi, những cái bước thực hiện của một cái đội ngũ nhân viên tại cái nền tảng truyền thông rất là lớn này là Twitter, xung quanh cái việc là cái câu chuyện rất là chấn động trong cái lúc đó, trong cái quá trình bầu cử, là một cái đề tài mà trước khi mà xảy ra cái cuộc bầu chuẩn bị mà cái cuộc bầu cử đang đi vào cái giai đoạn gay cấn, thì một cái tờ báo rất là lớn ở Hoa Kỳ là tờ New York, thứ bài tờ mà New York Post á, đã đưa ra một cái bài viết gọi là điều tra và phóng sự liên quan đến đến một cái nhân vật mang tên là Hunter Biden. Thì Hunter Biden là con trai của ông Joe Biden lúc đó, tức là ứng cử viên của tổng thống. Và những cái vạch trần hay là những cái phân tích hay những cái bàn luận quá sâu vào cái trường hợp của Hunter Biden khi đó, thì nói rằng cái việc mà cái điện máy điện toán xách tay thì dĩ nhiên là ở phía bên ông Joe Biden và đảng Dân Chủ hoàn toàn bác bỏ và nói rằng đó là những cái câu chuyện tạo dựng, những cái câu chuyện nó không có thực tế. Tuy nhiên thì cái thông tin đó đã không cho dân chúng để mà tiếp tục bàn luận, không cho cái mạng truyền thông nó được được kết nối và được truyền tải. Và chính vì cái điều này đó chúng ta mới thấy được rằng cái việc mà bây giờ thì ông Elon Musk khi mà làm chủ cái Twitter thì bắt đầu tiết lộ ra cho biết rằng có những cái thông tin liên lạc nội bộ giữa cái Twitter và người ta thấy rằng có những cái sự chỉ đạo hay là có sự liên kết để mà ngăn chặn những cái sự phát tán ở trên cái nền tảng Twitter về những cái thông tin liên quan tới Joe Biden hay là Hunter Biden, con trai của ông Biden. Thì ông Hunter Biden lúc đó bị cáo buộc rất là nhiều thứ về các cái quỹ hay là các cái công việc làm ăn, rồi người ta cáo buộc là có làm ăn với Trung Quốc, rất là nhiều các vấn đề. Và dĩ nhiên những cái thông tin đó nếu như mà được đào sâu quá nó sẽ ảnh hưởng tới quá trình tranh cử của ông Joe Biden, và ông Joe Biden được cho rằng sẽ thất cử ngay lập tức, bởi vì cái làn sóng người dân họ phản ứng, họ sẽ chống về cái vấn đề tham nhũng, tham ô, móc ngoặc hay là cái việc mà con ông cháu cha rồi lợi dụng phe đảng đó, nhóm lợi ích, thì người ta sẽ ngăn chặn ngay lập tức. Và ông Elon Musk thì nói rằng có hay không cái việc mà vi phạm tu chính án thứ nhất ở Hoa Kỳ, thì cái tu chính án thứ nhất tức nghĩa là cái hiến pháp của Hoa Kỳ đầu tiên đó, thì người ta quy định về cái quyền tự do ngôn luận. Quyền tự do ngôn luận thì ông Elon Musk nói rằng là Twitter họ có ngăn chặn cái việc mà không phát tán những cái thông tin như vậy thì cũng không vi phạm tu chính án thứ nhất. Nhưng mà nếu như đó mà Twitter mà lại nhận chỉ thị của một cái cơ quan nào đó hay là nhận chỉ thị từ chính phủ hay là một cái thế lực nào đó để mà làm cái việc như vậy để mà bịt cái tiếng nói của người ta thì điều đó chính là vi phạm tu chính án thứ nhất. Và trong cái trường hợp ông ta muốn đề cập đó là cái trường hợp mà Twitter đã bị phạm phải. Thì đây là một cái quả bom rất là nổ lớn. Có thể nói là trong những ngày tới người ta sẽ bàn luận rất là nhiều về vấn đề này. Bởi vì hồi trước tới giờ Mỹ cứ hay tự hào nhất là đảng Dân Chủ. Ông Joe Biden trong thời gian vừa qua đi đâu cũng nói rằng nước Mỹ là cổ xí dân chủ nhân quyền, nước Mỹ phát triển kinh tế hay là hợp tác làm ăn các thứ phải đi đôi với nhân quyền, cái gì cũng nhân quyền. Vừa rồi cũng mới vừa đưa ra các cái nhận xét về nhân quyền đối với các nước, nhận xét về tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, rồi ngay cả đi đâu cũng vấn đề đó, quan hệ Trung Quốc cũng vậy, với Nga cũng vậy, với Việt Nam vậy, đi đâu cũng muốn nói về cái vấn đề nhân chủ nhân quyền và muốn rao giảng cái dân chủ nhân quyền cho thế giới. Trong khi đó thì ở tại nước Mỹ thì bị cho rằng đang là đàn áp ngôn luận. Thì chúng ta thấy rằng đó, những cái hồ sơ của Twitter đó mà liên quan đến cái việc gọi là đàn áp ngôn luận này thì ông Musk
đã chia sẻ một cái tweet từ một cái ký giả độc lập, một cái ông ký giả độc lập khác mang tên là Matt Taibbi. Thì cái ông này đó đã trình bày một loạt các cái trao đổi nội bộ của Twitter cho thấy các cái hành động khác nhau của cái đội ngũ nhân viên trên cái mảng truyền thông này, bao gồm cả việc ngăn chặn cái câu chuyện chiếc máy điện toán xách tay của ông Hunter Biden. Tức nghĩa là ông Musk, ông đã viết ở trên cái Twitter vào ngày 2 tháng 12 vừa rồi, khi mà ông trích dẫn từ một cái ký giả độc lập khác mang tên là Taibbi, và ông Taibbi thì đưa lên trong đó thì có những cái chi tiết về các cái trao đổi của những người được cho rằng trong cái đội ngũ của Twitter. Thì có thể nói rằng đó là một cái tài liệu mà bây giờ người ta cũng chưa có kiểm chứng được. Tuy nhiên thì với cái sự lên tiếng của ông Elon Musk thì có thể thấy rằng đây là cái người chủ, và bắt đầu người ta tiếp quản cái công ty này và bắt đầu khơi ra cho thấy cái ẩn tình ở bên trong. Và nếu mà như vậy đó thì những cái cáo buộc của ông Tổng thống Donald Trump trong thời điểm đó, hay là những người ủng hộ cho cái phong trào MAGA, cái phong trào mà cũng Donald Trump đưa ra những ý kiến nói rằng là cái đảng Dân Chủ đã kết hợp với Big Tech, tức nghĩa là những cái công ty đại truyền thông của Hoa Kỳ, để mà ngăn chặn các cái tiếng nói, giống như là người ta thường hay sử dụng cái truyền thông đó để mà vận động bầu cử, để mà quảng cáo về cái phía bên mình. Nhưng mà người ta cũng sử dụng truyền thông có khi lại bóp nghẹt cái tiếng nói, tức là không mình mấy anh để cho chúng tôi lên, mấy anh đừng cho phía mình đó lên, thí dụ như vậy. Hoặc là cho lên mà nói ngược lại, hoặc là những cái thông tin gì đó mà bất lợi cho chúng tôi, mấy anh đừng có đưa lên, mấy ông chặn lại các thứ này kia hay nọ. Đó là những cái chiêu trò rất là dơ bẩn trong cái quá trình bầu cử. Và ông Donald Trump đã từng tố cáo những cái điều như thế, thì bây giờ gần như nó đã phơi bày ra cho thấy rằng chính quyền, hay đúng hơn là thời ông Donald Trump đó, đưa ra những cáo buộc nó có cơ sở. Thì trong một trong những cái bài đăng của ông phóng viên mang tên là Taibbi đó, thì đã chia sẻ ảnh chụp cái màn hình của một thư điện tử gọi là Twitter nội bộ đăng ngày 24 tháng 10 năm 2020. Thì trong đó nó có vẻ như là một cái giám đốc điều hành của một Twitter đang chia sẻ cái danh sách 5 tweet mà được cho là của những người trong cái chiến dịch tranh cử ứng viên khi đó là ông Joe Biden, ứng cử viên tổng thống đó. Thì ông Taibbi đã viết trong một cái bình luận là hồi năm 2020 yêu cầu xóa các cái tweet từ các nhân vật có liên quan đã trở thành một thông lệ, và một giám đốc điều hành sẽ viết thư cho các giám đốc điều hành khác. Và nhóm, như họ dùng cái từ là nhóm của ông Biden cần xem xét thêm, tức nghĩa là lúc nào họ cũng ám chỉ như vậy, nhóm của ông Biden, tức nghĩa là cái công muốn ám chỉ cái công cuộc vận động tranh cử của ông Biden, và nhóm của ông Biden cần xem xét thêm. Rồi câu trả lời nhận được là đã giải quyết, tức nghĩa là những cái giám đốc truyền thông khác họ nói là đã giải quyết, thí dụ như vậy. Thì chúng ta thấy rằng đó, đây là một cái sự việc bắt đầu họ tố cáo, và nhiều cái việc khác nữa, thí dụ như là ông Musk đã cho biết rằng Twitter với tư cách là một thực thể tư nhân thì hành động để đàn áp tự do ngôn luận thì đó không phải là vi phạm cái tu chính án, thì ông ta muốn nói như vậy thôi, tức là doanh nghiệp tư nhân người ta thì anh là những khách hàng của người ta có thể làm sử dụng cái vấn đề là tôi muốn cho anh sử dụng không muốn cho anh sử dụng tôi đá ra. Nhưng mà đối với cái việc mà anh hành động theo lệnh của chính phủ để mà ngăn chặn cái quyền tự do ngôn luận đó là mà không có cái lệnh tòa án nha. Thí dụ như mà chính phủ họ yêu cầu mình cũng phải có cái lệnh tòa án. Còn bây giờ chính phủ họ yêu cầu mà không có cái lệnh tòa án thì cái đó là một điều vi phạm rất là nghiêm trọng, là bóp nghẹt các cái truyền thông. Mà thật ra thì ông Musk thì ông cũng chỉ nói với tư cách là cá nhân thôi, và đã bị tranh luận rất là nhiều. Nhiều người nói rằng là cái việc mà ngăn chặn cái chữ người ta tiếng nói lên truyền thông là vi phạm tu chính án rồi, là vi phạm quyền tự do ngôn luận rồi. Anh là một cái đại công ty, anh là một cái doanh nghiệp thật sự, tôi là khách hàng, nhưng mà khách hàng cũng phải coi như là phải sử dụng và cho người ta có cái tiếng nói tự do, trong khi người ta không có cái vi phạm về cái quyền tự do ngôn luận thì tại sao lại bóp nghẹt? Mà nếu có bóp nghẹt hay là đá người ta ra cũng phải có một cái hồ sơ thưa kiện hay là có một cái sự can thiệp.
hoặc là người ta vi phạm rất là nghiêm trọng như thế nào đó theo những cái điều lệ của anh thì mới có thể là đá người ta ra được. Như vậy thì công ty vẫn vi phạm nhân quyền, đó là cái điều rất là quan trọng. Thì chúng ta thấy rằng cái tu chánh án thứ nhất của Hoa Kỳ là nêu rất là rõ, trong đó thì quốc hội sẽ không ban hành có luật nào công nhận việc thành lập tôn giáo hay là cấm cái quyền tự do tôn giáo, hoặc là hạn chế cái quyền tự do ngôn luận, hoặc là tự do báo chí, hoặc là cái quyền người dân được hội họp một cách yên ôn hòa để mà kiến nghị chính phủ giải quyết những cái bất bình. Thì đối với tôn giáo thì Hoa Kỳ cũng không có công nhận việc thành lập và cũng không có mà cấm cái quyền tự do tôn giáo. Nhưng mà nếu mà anh làm sai, anh làm trái pháp luật, anh lợi dụng tôn giáo để mà anh chống đối chính quyền thì người ta vẫn xử. Tập hợp là những cái đạo giáo tầm bậy tầm bạ, giống như trước đây có những cái đạo giáo tập trung lại với nhau rồi tự sát tập thể và đưa ra những cái lý thuyết rất là nghêu ngao, nào là sau khi chết sẽ được lên thiên đàng, là được hưởng cái này được hưởng cái kia gì đó rất là dữ dội. Và trở lại cái vụ mà Alamos khi mà tố cáo là cái Twitter có nhận chỉ thị của chính quyền để mà đàn áp tự do ngôn luận, thì có thể nói rằng đó là vừa rồi đó là chúng ta thấy rằng luật ở đây là cái rất là nhiều người mấy ngày vừa rồi đã có những cái sự tranh luận rất là dữ dội. Thì có nhóm thì nói rằng là hiện giờ đã vi phạm vào cái quyền tự do ngôn luận rất là rõ ràng, nước Mỹ đang bịt miệng người dân và không cho người ta nói đúng. Thí dụ như có một cái cô Alice thì đã nói rằng những tiết lộ của Twitter cũng chứng minh cho thấy rằng những cái tuyên bố lâu nay của ông Trump rằng Big Tech đã nhúng tay vào việc tác động đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 để mang lại lợi thế cho đối thủ của ông là đúng. Rồi ông Trump đã đúng, đây thực sự là cái cơ sở cho vụ kiện của ông ấy chống lại Big Tech. Thì đó, hàng loạt những cái vấn đề như vậy thì rất là nhiều. Và chúng ta cũng nhớ rằng á là ông Donald Trump đã chính thức có những cái đơn kiện đối với Twitter, đối với Facebook và đối với cả Google nữa. Bởi vì sau khi những cái đại công ty này họ đã đình chỉ hết tất cả các cái tài khoản của ông Trump ở trên những cái nền tảng mạng xã hội này, và vì họ cho rằng những cái bình luận của ông Donald Trump đó, nhất là sau cái sự kiện ngày 6 tháng Giêng năm 2020 thì nó là một cái sự việc mà được cho rằng là nó họ thấy là bất lợi, và ông Trump đã chính thức kiện. Và ông Trump cũng đã cho biết vào ngay cái thời điểm đó là cái việc làm mà bịt miệng ông ta là nó đang phá hủy đất nước. Cái việc mà ông Donald Trump bị khóa hết tất cả các tài khoản mạng xã hội đã làm cho cả thế giới họ chê cười nước Mỹ. Cả thế giới họ nói là Mỹ cứ đi rao giảng đi xuất khẩu văn hóa, xuất khẩu về vấn đề mà nhân chủ nhân quyền, nhưng mà cuối cùng thì người dân của Mỹ, người dân rất là đặc biệt, thậm chí là vai trò tổng thống mà mấy anh còn bịt miệng. Người ta nói tự do ngôn luận, nói rằng ở Mỹ muốn nói cái gì nói, mà muốn chỉ trích ai cũng được, muốn đưa ra lý luận cỡ nào cũng được, tại sao lại bịt miệng tổng thống Donald Trump? Trên tất cả các cái nền tảng quan trọng đều bịt miệng hết. Và bây giờ thì bắt đầu tiết lộ ra là Twitter có liên quan hay không đến một số các cái vấn đề. Thì hồi tháng 1 vừa rồi đó thì Twitter, Facebook và ngay cả Google cũng đã đưa ra những cái trả lời, đưa ra những cái tuyên bố rằng đó là những cái công ty này đã cấm ông Trump vì ông Trump đã tuyên bố cái cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11. Đó, chúng ta nhớ ngày 3 tháng 11 năm 2019 khi mà đã bị đánh cắp. Đó, đó là cái điều mà và cái cáo buộc ông đã góp phần vào cái vụ bạo loạn ngày 6 tháng Giêng. Thì thật ra đó, họ nói ra họ nói thôi. Thí dụ như là ông Trump nói là cái cuộc bầu cử nó có vấn đề, ông ta nói rằng nó có những cái sự sai sót, và thực tế thì có hàng loạt những cái vụ kiện, và những cái vụ kiện thì không được tòa án thụ lý, mà tòa án không thụ lý không giải quyết thì nói làm sao là đúng hay sai. Và những cái cáo buộc á, thì người nào vẫn có quyền cáo buộc chứ không thể nói rằng là người tổng thống thì không được quyền cáo buộc. Và những cái cáo buộc nó chưa có giải quyết thì làm sao nói rằng ông ta cáo buộc sai.
Và khi mà chụp mũ như vậy và người ta tự cho mình có cái quyền để mà đá ông Trump ra khỏi nền tảng. Và thực tế thì bị phía bên ông Donald Trump nói rằng là vì họ muốn bảo vệ cho cái đảng Dân Chủ, bảo vệ cho phía bên ông Joe Biden để mà cái dạng bưng bít các cái thông tin. Và cái điều này đó thì chúng ta thấy là ngay cả như cái bạo loạn, cho họ dùng cái từ bạo loạn ngày 6 tháng Giêng và nói rằng ông Trump đã góp phần vào cái sự bạo loạn đó, nhưng mà thật ra thì ông Donald Trump không có một sự góp phần nào. Nếu mà có sự liên quan kết cấu chặt chẽ gì đó đối với cái cuộc bạo loạn đó thì tòa án họ đã xử rồi. Bởi vì tính đến thời điểm này người ta đã bắt được hàng loạt những cái người lên tới mấy trăm người. Và tại sao người ta không bắt ông Trump? Tại sao không khởi tố ông Trump? Mặc dù đã đưa ra đàn hạt, đưa ra điều tra đặc biệt đồ làm hòm ủy ban đồ điều tra ngày 6 tháng Giêng các thứ, họ cũng đâu có thể buộc ông Trump. Nhưng mà cái đám mà gọi là Big Tech này họ lại cho rằng họ có cái quyền đó. Thì chúng ta thấy rằng hàng loạt những cái hình thức mà nó đang bị lợi dụng trên những cái nền tảng này. Thì bây giờ đó có thể nói rằng quốc hội đó tới đây là thuộc về đảng Cộng Hòa. Đây là cái điều lo ngại cho phía bên đảng Dân Chủ và phía bên ông Joe Biden. Bởi vì cái hồ sơ liên quan đến một cái nhân vật mang tên là Hunter Biden là con trai của ông Joe Biden đó. Rất có thể là đảng Cộng Hòa người ta đang nắm đa số ở Hạ viện. Và Hạ viện thì có những cái ủy ban như là ủy ban giám sát Hạ viện vừa rồi cũng đã bắt đầu lên tiếng. Thì họ nói rằng là việc này đó, cụ thể như một cái dân biểu mang tên là James Conner của cái đảng Cộng Hòa ở một cái tiểu bang gọi là tiểu bang Kentucky. Thì ông này đưa ra cái nhận xét trong cái lần đầu tiên xuất hiện vào hôm thứ Sáu vừa rồi là ngày 2 tháng 12 năm 2022. Thì ở trên một cái chương trình truyền hình rất là nổi tiếng ở tại Hoa Kỳ là Fox News. Thì ông này đã, sau khi mà ông Musk chia sẻ cái tweet của ông Talibi đó, thì tiết lộ một số các cái nội bộ, thì ông Connor nói với cái người dẫn chương trình là cái chương trình mà gọi là Sean Hannity đó, thì mọi nhân viên tại Twitter có liên quan đến việc ngăn chặn câu chuyện máy điện toán xách tay của ông Hunter Biden sẽ có cơ hội trình diện trước quốc hội và giải thích hành động của mình đối với người dân Mỹ. Tức nghĩa là ông ta là một thành viên cao cấp của đảng Cộng Hòa và cũng là của trong ủy ban gọi là ủy ban giám sát Hạ viện đó, thì ông này muốn nói rằng cái việc này sẽ phải đưa ra quốc hội và những cái nhân viên mà đã nhúng tay vào cái việc mà ngăn cản những cái thông tin như vậy, không cho chia sẻ những cái thông tin đó thì bắt buộc phải ra trình diện tại quốc hội và phải điều trần tại quốc hội để cho những thành viên quốc hội người ta chất vấn và người ta hiểu được những cái lý do ẩn giấu đằng sau nó là cái vấn đề gì. Và đảng Cộng Hòa thì ở đó giờ họ cũng đã nói nhiều về cái câu chuyện của cái máy tính xách tay này rồi. Và trong đó thì họ cho là cái máy tính xách tay đó đã được tiết lộ ra bên ngoài và trong đó có chứa đựng rất nhiều các cái thông tin, mà những cái thông tin đó mà nếu nó thật đó thì nó sẽ bất lợi hoàn toàn cho ngay cả ông Tổng thống Joe Biden luôn. Và có thể nói rằng đó, Twitter hiện giờ thì đang rơi vào tay của ông Elon Musk. Thì ông Elon Musk đến bây giờ đó thì những người mà ủng hộ cho ông Tổng thống Donald Trump thì có người họ ca ngợi ông này, nói ông này làm bảo vệ cái nền tự do dân chủ hay là bảo vệ cái truyền thông gọi là tự do theo cái kiểu mà là tu chính án thứ nhất. Nhưng mà có người cũng đang nghi ngại không biết là ông này thực tâm là làm kinh tế hay là vì vấn đề bảo vệ tự do ngôn luận, thì cái đó là chúng ta chưa biết. Thì ngay cả như ông Connor đó thì ông ta có nói rằng cái câu chuyện này chỉ mới là mới khởi đầu thôi, và nói thêm rằng chúng tôi sẽ đưa mọi cá nhân trong Twitter có liên quan đến cái việc này ra cái ủy ban giám sát Hạ viện càng sớm càng tốt. Và có thể nói rằng đó là cái điều mà chúng ta sẽ chờ đợi trong những cái ngày tới sẽ như thế nào, và hứa hẹn là những cái câu trả lời xung quanh các cái vấn đề này nó sẽ làm coi như là nó sẽ là một cái dấu bùng nổ. Bởi vì ngay cái thời điểm đó chúng ta nhớ những cái bài viết đó mà những cái nền tảng mạng xã hội như thế này họ cho rằng những bài viết đó nó có những cái nội dung mà không có được để mà loan tải chẳng hạn. Thường thì ai mà viết liên quan tới cái vấn đề Hunter thôi thì ngay cả Facebook cũng vậy, bị người ta ẩn ngay lập tức, thậm chí là người ta xóa luôn.
hoặc là người ta gắn vào một cái thác, tức là gắn đeo một cái thẻ vào trong đó. Và chính mà những người khác mà muốn đi gửi cái đường link của cái bài viết như vậy đến những cái người khác ở trong cái Messenger đó cũng không thể gửi được luôn. Người ta cũng làm những cái dấu đỏ để mà ngăn chặn không thể gửi những cái tin như vậy được. Tức nghĩa rằng người ta không cho cái sự loan tải, người ta không cho cái sự đăng tải, người ta cũng không cho một cái sự bàn luận hay là đánh giá gì trên những cái vấn đề như vậy. Ngay cả những cái vấn đề mà liên quan đến dịch COVID-19 cũng vậy. Người ta cũng không cho nói về những vấn đề mà nó đi khác ngược lại với cái điều mà họ mong muốn, cho nên đã tạo ra một cái xã hội những cái giới mà gọi là đấu tranh dân chủ nhân quyền hay là gọi là chống cộng rồi đó thì thường hay xỉa xói những cái vấn đề của Việt Nam hay là vấn đề của Trung Quốc, những vấn đề ở nước khác. Tuy nhiên thì trước những cái tình hình Mỹ như thế này thì cái đám dân chủ cuội nó gần như nó câm lặng, nó không có nói gì hết, nhất là cái đám dân chủ cuội mà nó lại là bên vực cho chính quyền của ông Joe Biden. Và những cái mà đi rao giảng ra bên ngoài đó thì trong thời gian vừa qua chúng ta thấy ngay nước Mỹ vẫn có những cái sự tồn tại, và những cái sự bày hay này đó là nó đang vi phạm nghiêm trọng, nó đang tự vả vào mặt của cái nước Mỹ, tức là luật pháp của nước Mỹ, cái nền hiến pháp của Hoa Kỳ, cái sự tự hào kiêu ngạo của Hoa Kỳ về một cái nền dân chủ. Nhưng mà bây giờ thì chính các anh là vi phạm, chứ anh còn bịt miệng luôn cả một cái đảng đối lập, cả một cái nhóm mà phía bên ông Donald Trump. Ông Donald Trump những cái tố cáo của ông ta càng lúc cho thấy rằng nó đúng, bởi vì nó đã đụng chạm đến cái quyền lợi của cái nhóm lợi ích mà ông ta dùng cái từ là đầm lầy. Đó là cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ ngày hôm nay và sẽ trở lại với các bạn trong thời gian tới về cái chủ đề này khi mà có thêm những cái thông tin. Xin kính chào.